Chào mừng tất cả các anh chị đã đến với kênh Dư Nhà Đất. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật cái tiến độ xây dựng của dự án Beacon Plaza vào ngày 9 tháng 3 của năm 2022. Các anh chị thân mến, tiến độ Beacon Plaza hiện nay đã xây dựng như thế nào rồi? Mời tất cả các anh chị hãy cùng cập nhật hình ảnh và tiến độ xây dựng của dự án này trong video này cùng với Dư Nhà Đất nhé. Chúng ta đang đi trên con đường quốc lộ 1K để đi tới dự án Beacon Plaza. Hiện nay dự án Beacon Plaza theo em nhìn thấy thì xây dựng khá là đúng tiến độ các anh chị. Tới thời điểm ngày hôm nay thì đã xây đến tầng số 22 rồi. Và cái công trình bên trong thì công trường em thấy lúc nào nó cũng có sự hoạt động rất là nhộn nhịp. Sự xây dựng để của chủ đầu tư để đảm bảo kịp tiến độ bàn giao nhà cho các anh chị vào năm 2022 này. Trong thời gian vừa qua thì các anh chị nào mà có mua nhà của dự án mua căn hộ tại dự án Beacon Plaza này thì mình cũng đã thấy rằng cái sự chênh lệch về giá so với lúc đầu mà các anh chị mua đã tăng lên rất là nhiều rồi. Các anh chị đang thấy những cái cần cầu mà đang cầu cái đồ vật liệu để đưa lên bên trên. Ở phía bên trên đỉnh của tầng 22 đang xây dựng lên tầng số 23 các anh chị. Thì có rất là nhiều các anh chị mà công nhân kỹ sư mình đang xây dựng ở trên này. Một xíu nữa thì em sẽ cùng với các anh chị mình đi vào phía bên trong khu công viên của dự án này và mình sẽ coi cận cảnh hơn về phía bên trong dự án đang được xây dựng như thế nào vào mặt đường Thống Nhất nhé. Hiện nay thì cái dự án Beacon Plaza này với tổng cái chiều cao của mỗi tháp thì nó vào 28 tầng. Thì tới ngày 9 tháng 3 thì như các anh chị đang nhìn thấy đây, nó đã xây đến tầng số 22 rồi. Còn khoảng cỡ 6 tầng nữa thôi, sau đó mình sẽ làm lễ cất nóc các anh chị. Đây là phía bên trong, em đã đi di chuyển vào bên trong con đường Thống Nhất, đây là công viên. Các anh chị nghe thấy những cái âm thanh về tiến độ xây dựng ở đây rồi. Công trình thì đang hoạt động rất là nhộn nhịp để đảm bảo tiến độ và cũng như là thời gian bàn giao nhà. Một dự án rất là đẹp nha các anh chị, ngay ở đầu đường Thống Nhất. Con đường Thống Nhất này cũng đang có kế hoạch mở rộng lên thành con đường 32m. Thì em sẽ làm những video sau để em review thực tế về con đường Thống Nhất này. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Nếu các anh chị thấy hay và hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để đón xem những cái video mới nhất em cập nhật về tình hình tiến độ xây dựng cũng như là các dự án tại Dị An, Bình Dương.